Cách đầu tiên mình muốn làm gì đó thì phải nhóm lò đó, thì cái cơ bản mà nói chung là làm nghề thì phải trước tiên thì mình phải học cái cách nhóm lò anh em ha. Đó, nhóm lò đó, thì bây giờ bữa nay mình sẽ hướng dẫn thêm cho chi tiết hơn cho anh em mình nhóm lò cho nó lẻ trái ha. Này đó, nó mà cứt sắt đây nè. Thì bây giờ mình sẽ kiếm một cái khúc cây hoặc dăm bào gì đó, thì mình không có dăm bào, mình làm đây có dăm bào thì mình lấy dăm bào, bằng không mình kiếm lại một khúc cây nhỏ thì mình chẻ ra ha, chẻ nhỏ ra làm củi nhỏ đặng mình nhóm. Nhiều khi anh em ở nhà không có dăm bào thì mình sẽ có kiếm cái cách khác mình để mình nhóm anh em ha. Rồi đó là đối với dòng than củi thì nó dễ nhóm, nhưng mà anh em nhóm than đá thì phải có cái đồ than mồi nha. Rồi mình chẻ ra cho anh em xem luôn. Rồi thì bây giờ mình đã chẻ nhỏ nhỏ rồi anh em ha. Đó, đó mình chẻ ra nhỏ nhỏ vậy rồi. Thì bây giờ tiến hành mình sẽ đem lên lò rồi mình sẽ đốt ha. Đó, chẻ ra thành củi nhỏ rồi rồi. Mình để đây đi ha. Rồi thì mình tiếp tục mình kiếm một miếng giấy nữa ha, để mình nhúm cái nhỏ cho nó trái cái bị đó, mình sẽ xé nhỏ nhỏ ra đó, xé nhỏ nhỏ ra đó. Mình bỏ vô ngay họng lò ha, để chút xíu mình đốt lên đó. Mình cho cái giấy nó cháy rồi nó bắt qua bên bên củi ha. Vô đây đó. Đó. Rồi bao nhiêu đã đủ rồi anh em nha. Rồi thì đây mình dùng cái hộp quẹt ha. Anh em mình có cái cây khò thì có cái cọ khò thì càng hay nữa ha. Còn cái này mình chỉ là chi tiết anh em mình có những cái thứ mà trong gia đình mình có sẵn ha. Đó, thì anh em mình dễ dễ nắm bắt hơn ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ đốt nó ha. Nhúm nó, nhúm cho nó cháy cái này. Đó. Kiếm loại giấy nào cho dễ cháy, mình bắt cho nó bắt lửa nha. Cháy bình thường đi cho nó miếng hơi vô, cho miếng hơi nhấp 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 cho nó miếng hơi ha, cho nó cháy cho nó hơi lẹ một chút, mình thổi cũng được. Rồi bây giờ mình mới chắc cái củi củi nào nó nhỏ nhỏ mình chắc lên ha. Đó, chắc lên cái củi nào mỏng mỏng ha, chắc trước đó. Chắc cho nó xéo 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 cho nó đừng có chồng mí vậy anh em ha, mình cho chắc cho nó chồng như kiểu gì đặng cho nó có cái đường nó thở ha. Đó. Rồi cho nó miếng hơi vô đó. Hơi hoặc anh em cầm cái đồ quạt quạt vậy nè. Ví dụ như anh em mình nó thấy nó bất tiện, nó cái độ thổi của mình nó không giống như cái lò rèn mình, thì mình cầm một cái miếng giấy mình quạt nè ha.
mình quạt nó đặng mình mồi mồi chậm chậm nó nha, quạt cho nó cháy đi khỏi mất công rồi chạy đằng kia mình bật cù dao rồi điện rồi tùm xem lum mất công ha. Nhưng mình làm gì mình để nhớ để cái cù dao nó gần chỗ mình đặng mình bật, mình bật cho nó dễ ha. Cho củi này nó cháy nó thành tha ấy đi đó. Thấy anh em thấy không, nói chung mình nhúm nó không cần cầu kỳ gì đâu, nó vẫn cháy mà đó. Bây giờ bắt đầu mình mới bật hơi lên nó, bây giờ mình bật cái motor lên cho nó chạy ha, nhẹ thôi đó. Đó bắt đầu nó cháy rồi đó anh em ha. Bây giờ rồi thì bây giờ tạm thấy là nói chung nó cháy nè, cái củi anh em mình để ý nè, khi đó đó là cái củi này nè nó cháy, nó đã thánh muốn là như là nó cháy như bị ra mình nói mình nấu cơm nha. Đó thì tức là bây giờ nó vậy rồi, anh em mình bỏ than vô được rồi là nó chuẩn bị nó bắt nó cháy luôn á, nó bắt qua mồi qua nó cháy luôn nha anh em. Đó rồi mình có than gì mình cứ bỏ vô, than củi than gì đó mình bỏ trước vô đi đó, rồi hay hoặc than đá gì đó, anh em mình tùy ha. Đó mình đợi ba lên cái cho miếng hơi vô ha. Đó đó thì cứ vậy, nó là bây giờ nó đang cháy cái số củi của mình hồi nãy giờ mình chẻ ra ha. Đó nó qua cái công đoạn là nó cháy cái thùng này rồi, thùng giấy rồi, nó bắt qua củi đó, và củi bây giờ chuẩn bị nếu mình có than là mình bỏ vô thì nó sẽ cháy qua than luôn anh em mình ha. Đó rồi còn một cách nữa anh em, ví dụ anh em mình làm ít mà làm mình sửa một hai cái dao trong gia đình á, đó mình không cần đi mua than anh em ha, không cần hầm than và cũng không cần gì lộn xộn mua than đá than củi ấy gì cho nó lộn xộn ha. Thì bây giờ anh em mình á đi lại mấy cái chỗ xưởng mộc của người ta, chỗ nào có trại mộc á đó, hoặc ở nhà mình có thì nói chuyện nhà gì nữa, mình lại mấy xưởng mộc mình chia mình xin người ta, nói chung ít mình làm chừng mình chia đại đi, mình nói chia chừng nửa thùng bê thôi, gỗ á gỗ dụng á đó, cái gỗ chắc đó ha. Đó như vậy anh em mình bỏ vô mình làm luôn ha, tới khi mình đốt mình vừa làm á, cũng như mình trong thời gian mình đốt mình làm rồi á là than này tự động cái nó xuống là thành than mình trui luôn là rồi ha. Đây giống như bây giờ mình sẽ bỏ luôn mấy khúc này là củi gì nó không có chắc nghe anh em, này mùa u ha, mình sẽ bỏ vô luôn đó, mình sẽ đốt luôn, mình làm dao luôn thử anh em xem, mình đốt cái dao nào kiếm cái dao nào mỏng mỏng mình đốt cho anh em xem ha. Đó vừa là làm luôn rồi, bây giờ mình sẽ bật cái, để bật cái quạt lên cái để nó gió ngược nó bay vô mặt không. Mình đốt như vậy, bây giờ mình có dao mình cứ để vô cho nó nóng mình làm, nhưng mà có cái là vô mình đốt cái dao mình rồi á là cái dao mình nó sẽ nó bị lọ, nó đen nha anh em nha, tại vì nó chưa có thành than ha. Để mình đi tìm cái dao, cái miếng thép nào mỏng mỏng mình đập thử cái cây dao cho anh em mình xem luôn ha. Đây là một miếng thép ton 2.5 ly ha. Thì bây giờ mình sẽ đút vô, mình sẽ đập cho anh em mình xem luôn ha. Mình sẽ làm cái dao luôn, ra cái đập ra cái hình thôi chứ này đập làm không xiết luôn, làm chắc tối luôn đó anh em. Mình cứ để đại lên cái ngọn lửa, mình cứ để đại đi, tự động mà nó cháy rồi, nó cháy củi rồi sẽ nó sẽ cháy luôn, nó qua nó sẽ đỏ luôn ha, sao nó thành than rồi mình sẽ trui luôn đó.
này mà nó cắt video nghe anh em, bạn cho anh em mình xem cái miếng sắt đó là 2,5 ly mình đốt coi nó cháy bao lâu nó mới đỏ nha, đốt coi coi nó chừng nào nó đỏ. Đó, mình lợi mấy cái trại mộc đó, mình xin mấy cái đầu đó, cái đầu tề nào của người ta đó. Đó, hoặc mình mua gì đó, chia gì đó ha. Rồi thì bây giờ nó đỏ rồi anh em, mình lấy ra mình đập luôn anh em xem ha. Đây nè, anh thêm thấy không à, nó đỏ mà đỏ hả, cái màu nó khác ha. Để mình đốt một chút xíu nha. Bây giờ mình tắt qua đây, mình sẽ đập luôn cái cây cho anh em xem trực tiếp luôn nha. Đây mình sẽ đập luôn cho anh em xem thử coi. Cái dao chợ thường thường anh em mình thấy đó là nó có cái quặng, là lý do ta cuốn miếng sáp ép nó lên này đang cho cái cây này nó dày, anh em thấy không, có để ý không? Rồi mình sẽ đốt một lửa nên anh em xem ha. Chịu tắt rồi, giờ đỏ dữ lắm này. Đó. Anh em bây giờ thấy nó chịu đỏ thấy không? Nó thành than rồi, nó muốn thành than rồi. Đó. Đó. Bây giờ người ta mới đắp, người ta làm cái cổ đây nè. Mình cây dao nó mới ship lại, nó mới có cái lằn này nè anh em thấy không? Nó là từ cái dao mỏng của mình người ta làm đó, mới ra cái đường gì. Rồi bây giờ mình muốn làm cái cổ nữa thì bây giờ mình sẽ làm cái cổ, đập cái cổ luôn cho anh em xem ha. Đó. Thì tốt luôn. Anh em thấy gì chưa? Tức là nãy giờ anh em để ý mình, bây giờ cái ngọn lửa mà nó không còn cháy táp, nó cháy hỗn nữa, bây giờ nó cháy chuẩn bị quá, chuyển qua nó thành than rồi đó. Cái cục cây của mình hồi nãy đó nó chuyển qua nó thành gần than rồi đó, bởi vì mình đập cái dao này xong. Rồi làm công việc gì xong rồi nó bắt đầu là than này là mình lấy mình sử dụng lại, mình trui luôn ha. Là đó là mình lấy những cái đầu tề ở trong trại mộc của người ta ha anh em. Đó. Bây giờ mình chỉ lấy qua mình đập luôn, đập cho anh em xem luôn ha. Đó. Anh em thấy đó, thì bây giờ nếu mà bên đây nhìn qua thì thành cái dao là cái cổ dao máy chèo, thấy không đó. Nhưng mà nó thép, miếng thép mỏng đó, là tức là nó phải có cái lằn,
người ta làm nó có cái lằn đôn như vậy đó, anh em thấy không? Đó, nó có cái lằn đôn ở chỗ này đó, quay qua đây nè, nó có cái lằn này đó. Thôi bây giờ mình bỏ cái vụ cái dao này đi, mình lại coi cái thang này đi, rồi chút xíu mình nói cái lằn đó cho anh em xem luôn ha. Đó, để mình gỡ cái điện thoại ra cái đây, tắt cái quạt cái đó. Bây giờ nè, mấy cái cục thang này nè anh em, cái gì mình cào ra nó cũng được ít thang trong đây đó. Đó, hồi nãy giờ mình đốt mình đập cái cây dao rồi, nó sẽ còn nhiêu thang đây ha. Đó, nó được nhiêu thang đó, bỏ mấy cái thang này lại đi đó, mình tính mấy cái này thôi. Bây giờ mình sẽ dập lấy cái này ra coi anh em xem nè, là cái cục của mình nè. Đó, thằng này nó chưa thành thang nè anh em ha. Khi đó dập vô nè, nó lên cái khối này nè, là cục cây ở trống nó xịt lên á nè. Cái cục này tại sao người ta cũng dập mà người ta dập nó không có xịt lên nè ha. Đó, nó vẫn còn nè, đó nó vẫn còn soi cái tim nè, đó nó còn cái cây cái trống, còn cái chất cây ha. Còn cái cục này đã hết rồi, nó thành thang nè, cục này thành thang rồi nè đó ha. Để mình thử mình nhúng cái cục này rồi mình đập ra nhẹ cho anh em xem coi có phải hay không ha. Ôi đập đi, thế nè, bẻ nhẹ rồi nó ra luôn rồi, anh em thấy chưa? Đó, đó, bẻ nhẹ không rồi nó thành ra thang rồi nè. Đó, thấy chưa? Cục này coi nè, cũng vậy nè. Đó, cục này nè, nè anh em, thấy chưa? Nè, đó, là nó thành thang rồi, nha. Cục này chưa nè, nó còn cái nhân. Đó, đây, đây nè, nó còn cái nhân nè, anh em thấy không? Nè, đó, cục này bởi mình nói vậy rồi anh em coi, để coi cái mình nhúng rồi mình coi có phải vậy không ha. Đây nè, đó, đó, nó còn này cục cây nè, mình bóp những nhừ ra rồi nha, cục này nó không chịu ra nè, nhưng nó tương đối thì nó cũng đạt 90% rồi đó anh em nha. Thì tức là mình khi mình đập cái dao này mình để vô mình đập đó, mình để vô đập mình kiếm mấy cái đầu tề như vậy mình làm luôn đó, cứng quá hết đập ra bóp nhuyễn hết trơn mỏng ra đó. Thì tức là mình để cái này vô, ừ, nóng gì tính cầm vô rồi đó. Khi đó là mình để vô đây là mình đập rồi cái cây này rồi ha. Thôi hoặc anh em mình sửa cái dao cũ gì lại đó, là trong khi đó mình để mấy cái đầu tề đó vô mình làm xong xuôi là cái thang này nãy giờ mình, nếu mình không dập đó, thì nó đã thành thang rồi ha. Rồi tiếp tục tới khi mình làm nguội xong xuôi rồi là mình vô mình trui, là mình lấy luôn mấy cái thang này mình trui luôn ha. Cái đó là mình làm ít trong gia đình, mình xài sử dụng một hai cái dao để mình sửa trong gia đình mình đó, thì mình khỏi đi mua thang. Mình kiếm mấy cái đầu tề hoặc mấy cái này nọ, hoặc anh em mình có những khúc củi bạch đàn nào đó ở nhà, mình lấy cưa mình cắt nhỏ nhỏ chừng 5 phân 3 phân á, nó sẵn vậy đó, rồi mặt đầu mình để vô mình đốt khi trong khi đó mình làm cái gì đó, hoặc mình sửa những cái dao nó bị mẻ như vậy đó mình sửa đi, mình vô mình đốt cho nó non, đặng mình ra mình mài cho nó dễ, mình sửa tới sửa lui cho nó dễ xong xuôi rồi đó, rồi anh em mình mới lấy cái thang mà nó đốt này nó còn lại nè đó, anh em mình mới trui luôn ha. Rồi còn anh em mình ví dụ ngày nay mới làm được cái dao chưa trui thì anh em mình dập thang này tắt ha, tắt đi, ngày mai mình đốt lên giống hệt như mình đốt củi, như giống như nãy vậy đó, là nó thang này nó rất là dễ bén lửa ha. Rồi thì hôm nay mình cũng chia sẻ với anh em là cái cách đốt thang, mà cái cơ bản nhất là cái lò rèn á, là mình cái đầu quên lộn đầu tiên á là mình đốt lò ha, đốt lò rồi để mình làm một câu chuyện ha. Rồi thôi, xin chào hết anh em nha, chúc anh em thành công nha.